Chim cảnh đất Việt xin chào tất cả các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Chim cảnh đất Việt trong suốt nhiều năm vừa qua. Và để cập nhật theo dõi nhanh nhất các sản phẩm của Chim cảnh đất Việt, các bạn có thể nhấn like fanpage Chim cảnh đất Việt như các bạn đang nhìn thấy trong video này mình đang chia sẻ với các bạn đây. Đấy, fanpage Chim cảnh đất Việt có hình logo con chim họa mi màu vàng đậu trên đỉnh núi Lam Hồng như các bạn đang thấy ở đây. Đấy, các bạn nhìn rõ luôn cả cái đường link luôn. Thì chim cảnh đất Việt thì có đăng rất nhiều clip ở trên này về chim họa mi, chào mào vân vân và thức ăn dành cho chim cảnh. Thế ngoài cái fanpage chim cảnh đất Việt này thì các bạn có thể là like theo dõi cái fanpage thứ hai, đó là chimcanhdatviet.com. Thì các bạn đang nhìn thấy ở đây vẫn là cái logo hình con chim họa mi đậu trên đỉnh núi Lam Hồng đây, các bạn đang thấy đây. Rất là dễ dàng chúng ta nhận ra. Đây là cái đường link, tên đường link đây, chimcanhdatviet.com. Và ngoài Facebook thì bên mình còn cập nhật rất nhiều video ở trên kênh YouTube. Đây, các bạn đang thấy 28-29 nghìn người theo dõi vào ngày hôm nay đây. Đang rất nhiều. Đó là kênh Đất Việt Chim Cảnh. Thì các bạn nào chưa đăng ký thì có thể đăng ký kênh Đất Việt Chim Cảnh. Cũng dùng chung một logo là con chim họa mi đấu trên đỉnh núi Lam Hồng. Đây. Các bạn đang nhìn thấy rất rõ đây. Cập nhật rất là thường xuyên. Thứ ba là những cái sản phẩm cố định thì các bạn theo dõi trên cái website www.chimcanhdatviet.com. Trên này mình có đề rất nhiều cái sản phẩm đây. Đấy, cám chim, xích chim, lồng chim vân vân, rất là nhiều. www.chimcanhdatviet.com, đây là sản phẩm cố định ở trên trang Chim cảnh đất Việt. Và trực tiếp các bạn có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0908070555 hoặc 0944114410. Mình ở ngõ 274/29 nhà số 7 phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội và có ship hàng toàn quốc. Như các bạn đã biết, vừa rồi Facebook có nhiều chính sách về thương mại hạn chế cái vấn đề bán cái động vật sống, đặc biệt trong đó có con chim cảnh thì nó cũng hạn chế rất là nhiều. Các bạn cố gắng theo dõi để cập nhật thường xuyên nhất. Ngoài ra thì mình có đang quản lý một số cái đội nhóm và một số trang. Số đây các bạn thấy là một số trang họa mi, trang thức ăn chim cảnh, cám chim cảnh đây, thức ăn cù gái, thức ăn khứa họa mi vân vân, các bạn có thể đang nhìn thấy trên video này. Ngoài ra thì mình đang admin của một số trang nhóm, ví dụ như hội chim họa mi Việt Nam, vườn chim cảnh Việt Nam vân vân. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Chim cảnh đất Việt. Ở đây một lần nữa xin chia sẻ với các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, ủng hộ và quan tâm tới chim cảnh đất Việt. Xin chào tất cả các bạn.